Chào mừng quý vị đến với bản tin ngày 14 tháng 7 của HCT và sau đây là một vài tin tức đáng chú ý. Đầu tiên là bản tin kim loại về tin tức vĩ mô. Chỉ số đô la thứ 6 tăng 0,36% và đạt mức cao nhất trong năm tuần. Chỉ số PPI tháng 7 tăng 0,8% so với cùng kỳ, mạnh hơn kỳ vọng là tăng 0,7% so với cùng kỳ. PPI loại tháng 7 không thay đổi so với tháng 6, ở mức 2,4% so với cùng kỳ, cao hơn so với kỳ vọng là 2,3% so với cùng kỳ. Tâm lý người tiêu dùng tháng 8 của Hoa Kỳ đã giảm 0,4 xuống 71,2 đúng với kỳ vọng. Kỳ vọng lạm phát 1 năm tháng 8 của Michigan bất ngờ giảm xuống 3,3%, tốt hơn so với kỳ vọng là tăng lên 3,5%. Ngoài ra, kỳ vọng lạm phát 5 đến 10 năm tháng 8 giảm xuống 2,9%. Về tin tức kim loại, các khoản vay bằng nhân dân tệ mới đã đạt mức thấp nhất trong 7 năm. Ngoài ra, những lo ngại của thị trường với khả năng tái cơ cấu nợ của Country Garden Trung Quốc cũng tăng lên. Kể từ ngày 11 tháng 8, lượng đồng tồn kho trên các thị trường lớn của Trung Quốc ở mức 92.500 tấn, giảm 800 tấn so với thứ hai tuần trước và đánh dấu mức giảm trong 4 tuần liên tiếp ở phía Nam Trung Quốc do mức tiêu thụ được cải thiện và chênh lệch giá lớn giữa Thượng Hải và Quảng Đông. Một số nguồn hàng đã được chuyển đến phía Đông Trung Quốc và khiến lượng hàng tồn kho giảm. Về dự trữ kim loại, dự trữ đồng tại các kho sàn tăng 1.900 tấn, trong khi dự trữ trên sàn Thượng Hải giảm 9.138 tấn, dự trữ nhôm trên sàn LME tăng 1.150 tấn. Tiếp theo là bản tin năng lượng về báo cáo số lượng giàn khoan. Báo cáo kết thúc ngày 11 tháng 8 cho thấy số lượng giàn khoan của Mỹ giảm 5 giàn, còn 654 giàn đang hoạt động. Số giàn khoan của Canada tăng 2 giàn, lên 190 giàn đang hoạt động. Số giàn khoan của thế giới tháng 7 giảm 6 giàn so với báo cáo tháng trước, còn 961 giàn đang hoạt động. Về tin tức năng lượng, nhập khẩu dầu của Trung Quốc từ Ả Rập Saudi sẽ tăng vọt bất chấp việc cắt giảm sản lượng. Các nhà giao dịch nói với Bloomberg hôm thứ Sáu rằng Trung Quốc sẽ nhập khẩu thêm 40% dầu thô từ Ả Rập Saudi theo các hợp đồng kỳ hạn vào tháng 9, bất chấp việc nhà xuất khẩu dầu thô hàng đầu thế giới đơn phương cắt giảm sản lượng 1 triệu thùng mỗi ngày. Các nhà máy lọc dầu của Trung Quốc ước tính sẽ nhận khoảng 52 triệu thùng dầu thô trong tháng tới, so với khoảng 37 triệu thùng dự kiến sẽ đến vào tháng 8. Ở phía ngược lại, Ả Rập Saudi cũng dự kiến sẽ cung cấp đầy đủ lượng dầu thô vào tháng 9 theo hợp đồng với các khách hàng châu Á, bất chấp việc cắt giảm. Vương quốc Trung Đông này trước đó cũng đã tăng giá bán một lần nữa và cho biết họ có thể mở rộng hoặc cắt giảm sâu hơn sau cuối tháng 9. Theo một số nhà phân tích, Ả Rập Saudi cần dầu Brent ở mức 90 đô để tài trợ cho các kế hoạch đa dạng của mình, nên việc tiếp tục hạn chế nguồn cung cũng có thể xảy ra. Cuối cùng là bản tin nông sản về tin tức nông sản chung. Hợp đồng tương lai đầu tư và lúa mì mở phiên thứ hai tăng trở lại, trong khi giá ngô cũng tăng do tàu chiến của Nga đã bắn cảnh báo một tàu buôn ở khu vực Biển Đen, làm dấy lên lo ngại về nguồn cung thế giới. Về diễn biến chính của nhóm nông sản, hôm Chủ nhật, một tàu chiến Nga đã nổ súng cảnh cáo một tàu chở hàng ở Biển Đen và lần đầu tiên kể từ khi rút khỏi thỏa thuận ngũ cốc vào tháng trước. Trước đó, Ukraine đã bắt đầu ghi nhận các tàu sẵn sàng sử dụng hành lang mà nước này công bố hồi đầu tuần trước, một hãng thông tấn địa phương cho biết hôm thứ Bảy. Trong lúc đó, giá các nông sản có thể được hỗ trợ bởi kỳ vọng sản lượng thấp hơn tại Hoa Kỳ. Báo cáo của USDA cho biết, thu hoạch ngô và đầu tương của Mỹ sẽ ít hơn so với dự kiến do điều kiện khô hạn vào đầu mùa. Tuy nhiên, ngô vẫn là vụ lớn thứ hai được ghi nhận nhờ diện tích lớn và nếu các điều kiện mùa màng được cải thiện. Các nhà đầu cơ lớn đã tăng vị thế bán rồng của họ đối với ngô trên sàn Seaport trong tuần tính đến ngày 8 tháng 8, theo dữ liệu công bố vào cuối thứ Sáu. Báo cáo COT cũng cho thấy nhóm phi thương mại và các quỹ phòng hộ đã tăng vị thế bán rồng của họ đối với lúa mì và cắt giảm vị thế mua rồng của họ đối với đầu tương, Tìm giải pháp cho chuỗi cung ứng bất ổn Sự bất ổn trong chuỗi cung ứng không biến mất khi tác động của Covid-19 giảm bớt, mà chuyển sang bất ổn do thời tiết và cuộc chiến Nga-Ukraine. Vì vậy, ngành công nghiệp thực phẩm đang phải tìm kiếm những cách thức sáng tạo để làm cho chuỗi cung ứng ổn định hơn, ví dụ như đa dạng hóa nhà cung cấp hay những khám phá mới về giống cây trồng cũng như ứng dụng AI. Jeff Chiskowski, phó chủ tịch kiêm lãnh đạo chuỗi cung ứng của Arden Denver, cho biết rằng mối quan hệ giữa các nhà cung cấp đặc biệt quan trọng. Không chỉ nguồn cung nguyên liệu mà phải hợp tác chặt chẽ với cả các nhà cung cấp dịch vụ vận tải cũng như các nhà phân phối. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin của HCT. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.